đã đến lúc phải phá bỏ tất cả các cây cầu bắc qua sông Dnipro. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tình hình tại khu vực Kursk vẫn tiếp tục nóng lên với nhiều diễn biến mới. Trong khi đó thì Nga đang tiến lên đều đặn tại vùng Danes và nhiều khả năng là họ sẽ chiếm được Pokrov trong ngày mai. Đây sẽ là những diễn biến rất đáng chú ý trên chiến trường Đông Âu mà chúng ta cần phải phân tích. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mục đích tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk là gì? Truyền thông Ukraine cho biết quân đội của họ đã chiếm được hai ngôi làng là Sveli, Kovo và Olesna. Đồng thời, khoảng hai trung đội của Nga đang bị bao vây tại trạm kiểm soát Suza và Khona. Các nhóm tấn công của Kiev cũng đã tiến tới Gocharivka và vùng ngoại ô Cũng như có nguồn tin nói rằng Ukraine đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ vùng Kursk tới tận các làng Anastayevka và Kromsky-Biki cách nhà máy điện hạt nhân Kursk chỉ vài chục km. Nhưng mà chưa có video để xác nhận thông tin này. Nguồn tin nội bộ của Ukraine tại Bộ Tổng tham mưu cho biết, lực lượng của họ đã nhận được lệnh tiến tới nhà máy điện hạt nhân Kurs. Về phía Nga thì kênh Orvi Voenko đưa tin rằng làng Suza không nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraine, nhưng mà họ đã chiếm được Kocharivka. Nga cũng được cho là đã điều quân dự bị đến khu vực Kurs và bắt đầu thành lập những lực lượng cho cuộc phản công gần Suza. Về lý do tại sao mà lực lượng Ukraine lại có thể đột nhập vào lãnh thổ Nga, thì quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh hàng chục lính biên phòng của Nga phải đầu hàng tại trạm kiểm soát Suza vào hôm 6 tháng 8. Đoạn video này cho thấy lính biên phòng của Nga đã phải dương cờ trắng đầu hàng trước đà tấn công như vũ bão của Kiev. Có thể việc lính biên phòng đầu hàng đã tạo điều kiện cho Ukraine nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Điều này là trái ngược với hoàn cảnh vào tháng 3 tại vùng Begrod. Quân đội Nga lúc đó đóng ở biên giới ở trong một tình thế chủ động hơn và đã không đầu hàng hay bỏ chạy hiện tại lực lượng nga đã bắt đầu đẩy quân ukraine ra khỏi một số khu vực định cư bao gồm cả suza và korenevo cũng như là các ngôi làng phía bắc khác trong khi đó thì các cảnh quay cho thấy là nhiều thiết bị của nato đặc biệt là xe chiến đấu bộ binh mander của đức đã bị phá hủy ở khu vực krus hơn nữa đức tuyên bố rằng họ không phản đối việc ukraine sử dụng những chiếc xe này trên thực tế thì chính quyền ông biden cũng đã ủng hộ các cuộc tấn công khi mà phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết rằng Mỹ cho rằng tình hình hiện tại ở khu vực Kursk không đe dọa đến leo thang chiến tranh ở Ukraine và Kiev đang làm những gì cần thiết để giành được chiến thắng trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Pháp cũng nhận xét là cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk đã có những thành công bước đầu. Tờ New Wish vào hôm 8 tháng 8 viết rằng Nga hiện tại đã mất quyền kiểm soát trạm đo khí Suja và trạm này là nguồn cung cấp khí đốt đến châu Âu tin tức này khiến cho giá cổ phiếu khí đốt ở châu âu tiếp tục tăng hiện tại thì có khá nhiều các quan điểm khác nhau được đưa ra về mục tiêu thực sự của chính quyền kiev trong đòn tấn công mới này một số nhà phân tích phương tây thì cho rằng mục tiêu của ukraine có thể là cất đứt toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt của nga sang châu âu tuy nhiên nhận định này là thiếu cơ sở vì để ngăn chặn được tuyến vận chuyển khí đốt đó thì chính quyền ukraine chỉ cần đơn giản là ngắt van đường ống dẫn khí đi qua ukraine là xong trong khi đó, thì cố vấn văn phòng của Tổng thống Ukraine Mikhail Polodiak nêu ra một mục tiêu khác của Kiev, đó là tấn công nhằm củng cố vị thế đàm phán của nước này. Ông này còn nói rằng việc Nga mất lãnh thổ, lực lượng và trang bị sẽ có tác động tích cực đến cuộc đàm phán trong tương lai. Đồng thời, việc quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga được cho là sẽ khiến cho công chúng Nga phải sợ hãi và thay đổi thái độ của họ đối với Tổng thống Putin. Cũng có quan điểm cho rằng Ukraine tấn công Kursk là để chiếm giữ một số lãnh thổ và coi đó như là một lá bài thương lượng tiềm năng trong các cuộc đàm phán ở tương lai với Nga. Thêm nữa thì đòn tập kích này cũng được cho là chiến thuật nghi binh nhằm làm giảm bớt áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Donetsk. Nhưng mà đó dường như chưa phải là mục tiêu chính. Địa điểm quan trọng nhất mà Kiev muốn kiểm soát lại là nhà máy điện hạt nhân Kursk. Và nếu như thành công ở đây thì nó sẽ là một phần thưởng đầy giá trị cho Ukraine. Thứ nhất, họ có thể trao đổi nó với Nga để lấy lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong trường hợp bắt đầu đàm phán. Thứ hai, Kiev có thể gây áp lực với Moscow bằng cách đe dọa cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Kursk. Kế hoạch này cũng có thể nói là không hề viển vông, bởi vì từ biên giới Ukraine cho đến nhà máy điện hạt nhân Kursk chỉ là khoảng 60 km. Trên thực tế, thì giới lãnh đạo Nga đã nhận thức rõ được mối đe dọa khi mà Ukraine tiếp quản nhà máy điện hạt nhân này, nếu như họ có đủ lực lượng dự bị để chân giữ tại đây. Nói tóm lại, Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine là để thuyết phục công chúng rằng Ukraine có thể giành được chiến thắng quân sự trước người Nga. Và do đó thì phương Tây nên dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc cung cấp và sử dụng vũ khí cho nước này. Đương nhiên thì tất cả những tính toán này của Ukraine vẫn có thể sai bởi vì việc phát động một cuộc tấn công thì dễ. Nhưng mà để cầm cự được trên lãnh thổ Nga thì đòi hỏi phải có một lực lượng binh sĩ đủ lớn và trang thiết bị đủ nhiều. Chưa kể thực tế đó là cuộc tấn công của quân đội Nga ở miền đông Ukraine vẫn còn đang tiếp tục. Việc lựa chọn tấn công vào Kursk cũng là bởi vì khu vực này là nơi yếu nhất, không có nhiều quân và công sự phòng thủ như là tại vùng Begorod. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì quân đội Nga cũng có thể tích lũy đầy đủ lực lượng để ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Hơn nữa, vì lực lượng dự bị của Ukraine không phải là dư giả, cho nên kế hoạch mở rộng mặt trận là hoàn toàn phi thực tế. Ngoài ra, cuộc tấn công vào Kursk còn có thể phản tác dụng, trở thành cơ hội để Điện Kremlin công bố một làn sóng huy động mới ở trong lớp. Chưa rõ là cuộc tấn công vào Cruz sẽ đem lại hiệu quả PR cho chính quyền Kiev như thế nào, nhưng mà tổn thất lớn thì đã được phía Nga công bố. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng này, tổn thất của Ukraine lên tới 660 binh sĩ, 82 xe bọc thép và xe tăng đã bị phá hủy. Hiện tại thì Ukraine vẫn giữ im lặng về mục tiêu tấn công của họ, nhưng mà giới quan sát nhận định, việc Kiev tung ra cả nghìn quân vào khu vực này là một vụ đặt cược quá cao, có thể khiến cho sự nghiệp của tướng Sinsky bị đe dọa. Báo cáo từ các bệnh viện tuyến đầu của Ukraine cho thấy số lượng thương vong càng ngày càng gia tăng. Câu hỏi đặt ra lúc này đó là liệu Ukraine có khôn ngoan hay không khi mà đưa nhiều quân đến như vậy vào một điểm nóng mà chưa chắc là họ có khả năng giữ được nó giữa lúc phòng tuyến tại Donbass lại càng ngày càng mỏng dần. Năm bài học mà Nga cần rút ra từ cuộc tấn công âm thầm của Ukraine vào khu vực Gross. Không thể phủ nhận, đó là cuộc tấn công này là một sự leo thang mà Kiev rất cần. Bất chấp tổn thất, Ukraine phải tìm mọi cách để biến cuộc chiến giữa họ và Nga thành cuộc chiến giữa NATO và Nga. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ kế hoạch của IF, nhưng có một điều chắc chắn là chừng nào lực lượng Ukraine còn ở trên đất Nga thì các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không bao giờ được diễn ra. Đặc biệt là với cá tính quả quyết của tổng thống Putin. Trong suốt 25 năm tham gia chính trường, dưới áp lực của phương Tây thì nhà lãnh đạo Nga vẫn có những quyết định táo bạo bất ngờ, đặc biệt là trong việc chiếm Crimea và tấn công Ukraine. Chắc chắn là giới lãnh đạo NATO cũng biết rõ điều này. Cho nên chúng ta có thể hiểu là tại sao phương án leo thang của Ukraine lại được phe hiếu chiến phương Tây lựa chọn. Cuộc tấn công Kursk sẽ phá vỡ mọi cơ hội đàm phán hòa bình mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ thực hiện được nếu như đắc cử. Nguồn tin nội bộ của Ukraine cho biết chính phương Tây đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Kursk và các cố vấn quân sự của NATO ở Kiev là người đã lên kế hoạch tổ chức cho lực lượng Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Đức Marcus Faber đã bình luận về những chiếc xe Mander của Đức được Ukraine sử dụng để tiến vào lãnh thổ của Nga như sau. Khi người Đức chuyển giao cho Ukraine thì đây là vũ khí của Ukraine. Ngoài ra, lãnh thổ của cả hai quốc gia đều là các khu vực chiến đấu. Tuy nhiên, kết quả của cuộc phiêu lưu tại Kursk là hiện giờ thì nhiều khả năng Ukraine sẽ mất bồ cốp, tạo bàn đạp cho Nga mở ra một đầu cầu mới ở mặt trận phía đông, cho phép họ bao vây thêm các vị trí của kẻ thù. Phóng viên quân sự người Đức Julian Ripker đưa tin rằng quân đội Nga đã chiếm được làng Segevka, cách Pokop 15 km. Theo vị phóng viên này, thì tốc độ tiến quân của Nga theo hướng Pokop hiện tại đạt tới 5 km mỗi tuần và hệ thống phòng thủ của Ukraine đang sụp đổ một phần. Hệ quả này cũng là dễ hiểu khi mà Tổng thống Zelensky đã quyết định tổ chức một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga thay vì gửi quân hỗ trợ tới Torres và Pokop, vốn đang gặp nguy hiểm. Đối với Kiev và phe hiếu chiến tại phương Tây, thì cuộc tấn công Kursk là có tầm quan trọng truyền thông lớn hơn nhiều so với diễn biến trên chiến trường tại Donbass. Phe này kỳ vọng rằng một cuộc đột kích sẽ giúp cho họ nâng cao tinh thần của người Ukraine, đồng thời làm bẽ mặt và suy yếu quyền lực của Tổng thống Putin đối với người Nga. Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, một đội quân nước ngoài dám xâm chiếm nước Nga. Sự thành công của nó sẽ chứng minh với phe hòa đàm rằng không nên lo sợ các làn danh đỏ của Tổng thống Putin, mà nên cho phép Ukraine tấn công Nga theo bất kỳ cách nào mà nước này cảm thấy phù hợp. Về phía Nga thì cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực Kursk dù gặp tổn thất và dự báo là sẽ thất bại trong những ngày tới, nhưng mà giới chuyên gia quân sự vẫn nhận định rằng sự kiện này đã dạy cho nga năm yếu tố rất quan trọng mà họ cần phải cân nhắc thực hiện. Thứ nhất, đó là đã đến lúc cần phải phá bỏ tất cả các cây cầu bắc qua sông Nipper Cho đến nay thì người nga vẫn còn ngần ngại việc phá bỏ những cây cầu bắc qua sông Nipper Nhưng sau sự kiện vùng Kursk bị tấn công, thì có lẽ là đã đến lúc họ cần phải ngăn chặn dòng vũ khí và thiết bị của phương Tây di chuyển qua đây. Việc Nga vẫn kiềm chế không phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine cho thấy Điện Kremlin tiếp tục ưu tiên các mục tiêu chính trị nhiều hơn là mục tiêu quân sự. Chẳng hạn như là Moscow không muốn gây ra bất tiện cho dân thường Ukraine. Thứ hai, nâng cao khả năng giám sát, trinh sát tình báo để thu hẹp điểm mù chiến tranh. NATO đã chứng minh rằng họ có khả năng giám sát, trinh sát và tình báo rất ấn tượng. Họ ngụy trang thành công cho lực lượng ủy nhiệm Ukraine và tình báo Nga sẽ cần phải cải thiện tốt hơn để có thể ngăn chặn điều này tái diễn trong tương lai. Thứ ba, đó là xây dựng hệ thống công sự dọc theo biên giới. Với Ukraine, họ ưu tiên xây dựng nhiều khu định cư gần biên giới và khi xảy ra chiến sự thì họ đã biến những khu vực này thành các công sự cho mình. Người Nga thì không làm như vậy, nhưng mà họ vẫn sẽ cần phải có một hệ thống công sự đủ mạnh để ngăn chặn kẻ thù vượt qua biên giới. Thứ tư, xây dựng lực lượng dân quân biên giới. Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê tư nhân Wagner Prigozhin trước đây đã từng đề xuất thành lập một lực lượng dân quân biên giới ở vùng Belgorod. Vụ tấn công Grus cho thấy rằng ý tưởng này là rất cần thiết. Nhưng nó cũng đem đến một thực tế đầy lo ngại, đó là lực lượng này có thể dễ bị các đặc vụ Ukraine lợi dụng để cai cắm gián điệp phá hoại nước Nga. Thứ năm, phòng thủ chủ động tốt hơn phòng thủ thụ động. Ngay cả khi hệ thống giám sát, trinh sát và tình báo của Nga chưa hiệu quả lắm, thì lực lượng tấn công của Ukraine vẫn có thể phải đối mặt với khó khăn sau khi họ tràn qua biên giới nếu như Nga có một chính sách phòng thủ chủ động hơn, tức là họ nên thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công cấp thấp thay vì ngồi phòng thủ một cách thụ động, để ngồi im và chờ kẻ thù đến đánh mình. Trong tương lai thì người Nga sẽ cần phải cân nhắc đến lợi ích của việc triển khai phòng thủ chủ động trên toàn bộ mặt trận. Điều này khiến cho Ukraine luôn phải ở trong tình trạng cảnh giác cao và chẳng còn dám nghĩ đến việc tấn công Nga nữa. Có thể khẳng định rằng chỉ khi đạt được 5 yếu tố thực dụng vừa được liệt kê ở trên thì người Nga mới có thể tránh được các cuộc tấn công không nên xảy ra như thế này. Tại sao Hamas chọn Yahya Sinwa làm lãnh đạo mới? Cả thế giới đang chờ xem là liệu Iran có trả đũa Israel hay không. Và nếu điều đó xảy ra thì đây sẽ là một cuộc tấn công lớn hơn đáng kể so với lần tấn công trước diễn ra vào hồi tháng 4. Tất nhiên, một khi Iran đã ra đòn thì công chúng sẽ lại phải chờ xem Israel đáp trả như thế nào. Giới quan sát hiểu rằng Iran sẽ không phát động tấn công cho đến khi cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo kết thúc. Cuộc họp này gồm có 57 thành viên đã diễn ra tại Zahaz, thủ đô của Ả Rập Xê Út, và cũng đã kết thúc vào cuối giờ chiều hôm 7 tháng 8, tức là ngày hôm kia. Sau cuộc họp đó, thì quyền Ngoại trưởng Iran đã cảnh báo rằng Iran không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện quyền phòng thủ hợp pháp vốn có của mình. Ở một diễn biến khác, thì Tổng tư lệnh quân đội Iran là Adolf Rahim Musavi. Dường như cũng đã ám chỉ rằng quyết định tấn công Israel đã được đưa ra, rằng Israel sẽ sớm nhận được phản ứng mạnh mẽ và chắc chắn của Iran và điều này không còn gì để nghi ngờ nữa. Dấu hiệu đầu tiên của kịch bản đó đó là Ai Cập đã ban hành hướng dẫn cho các hãng hàng không của nước này tránh không phận Iran trong vòng 3 giờ vào dạng sáng ngày hôm qua, 8 tháng 8. Hiện giờ thì giới hạn cảnh báo của Ai Cập đã kết thúc và có vẻ như đây chỉ là một báo động giả. Nhưng có nhiều người cũng hy vọng rằng Iran cuối cùng sẽ quyết định không tấn công Israel nữa thậm chí có thông tin cho rằng tổng thống iran đã yêu cầu lãnh tụ tối cao ali khamenei không nên tiến hành tấn công trả đũa israel vì vậy mà chúng ta có quyền hy vọng cuộc chiến toàn diện sẽ không nổ ra ở trung đông nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này sẽ giảm nhiệt bởi vì quyết định của hamas bầu yahya siwa lên nắm quyền lãnh đạo cũng cho thấy tổ chức này sẵn sàng tăng cường các cuộc chiến chống lại israel và thống nhất các cánh quân sự và chính trị của mình hamas có ba cơ sở quyền lực chính một là đặt ở qatar một đặt ở bờ Tây và một cơ sở ở Gaza. Sinwa là lựa chọn số 1 của Hamas vì nhiều lý do. Ông ấy là cấp phó của thủ lĩnh chính trị Hamas Haniyeh, vừa bị ám sát và là người đứng đầu nhánh quân sự Hamas ở dài Gaza. Với tư cách là chủ mưu của chiến dịch cơn lũ Al-Aqsa, vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái gây ra cái chết của khoảng 1.200 người Israel và bắt giữ hơn 250 con tin của nhiều quốc tịch, thì việc bổ nhiệm Sinwa có thể được coi là một lời thách thức trực tiếp đối với Israel. Đồng thời còn khẳng định Gaza ngày nay là nơi nắm quyền về mọi quyết định của Hamas, có nghĩa là tổ chức này sẽ có thiên hướng bạo lực hơn là đường lối ngoại giao thực dụng. Hơn nữa, mối quan hệ chặt chẽ giữa Sinwa với lữ đoàn Qasam, cánh quân sự của Hamas cho phép ông này có thể có hoạt động quản lý hiệu quả cả vấn đề chính trị và quân sự của tổ chức. Ngoài ra thì mối quan hệ chặt chẽ của ông này với các đồng minh quan trọng trong khu vực bao gồm có Iran, Hezbollah và trục kháng chiến rộng lớn hơn đã củng cố vị thế chiến lược của Hamas. Sinwa được bầu lên với tư cách là thủ lĩnh chính trị Hamas. Nó đã thu hẹp khoảng cách giữa giới lãnh đạo Hamas ở bên trong và bên ngoài Palestine. Các quyết định quân sự của họ ở giải Gaza từ lâu đã nằm trong tay Sinwa và nhóm của ông ta. Trong khi đó, giới lãnh đạo chính trị Hamas mà đại diện là ông Ismail Haniyeh có trụ sở tại Qatar thì chịu trách nhiệm về mặt ngoại giao và có quyền lực lớn hơn giới quân sự. Mặc dù tổ chức Hamas đã phân chia ra như vậy để có thể đạt được hiệu quả lớn hơn đối với thế giới, nhưng cũng vô hình chung tạo ra một khoảng cách giữa phe ôn hòa và phe cực đoan trong chính đội bộ Hamas. Do đó, bằng cách bầu Sinwa lên nắm quyền thì Hamas đã thống nhất quyền lãnh đạo quân sự và chính trị vào trong tay người đàn ông này, đồng thời gửi đi một thông điệp về sự đoàn kết trong tổ chức của Hamas. Quyết định thăng chức cho Sinwa cũng chịu ảnh hưởng lớn từ mối quan hệ giữa Hamas với các bên liên quan khác ở trong và ngoài nước. Rõ ràng rằng Iran tỏ ra hài lòng trong khi Qatar bị ảnh hưởng bởi vì hướng đi mới này của Hamas, Đất nước này sẽ không còn là nơi trú ngụ của thủ lĩnh một lực lượng quân sự bị phương Tây xếp vào loại tổ chức khủng bố nữa. Và bản thân với chính người Palestine, đối thủ chính trị của Hamas tại Palestine hiện tại là Đảng Fatah cũng sẽ phải theo dõi rất chặt chẽ tình hình. Việc sinh qua đảm trách chức vụ cao nhất trong tổ chức Hamas có nghĩa gì đối với tương lai của các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza? Cần phải lưu ý rằng qua đã giám sát các cuộc đàm phán trước đây, quản lý hồ sơ tù nhân Palestine và có hiểu biết sâu sắc về xã hội Israel. Ông ta đã trải qua hơn 20 năm bị giam giữ tại các nhà tù của Israel. Ông ta tự học cả tiếng Do Thái để có thể hiểu rõ hơn về kẻ thù. Giới quan sát nhận định, Sinwa dù có thái độ rất cứng rắn với người Do Thái, nhưng vẫn sẽ duy trì các cuộc đàm phán hiện tại đang diễn ra ở Gaza, đồng thời sẽ đưa ra nhiều yêu sách hơn đối với phía Israel. Rất có thể điều này sẽ kéo dài tình huống bế tắc tại Gaza hiện tại. Và nhận định này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.